Hello, xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở thành phố Edmonton, Canada. Hôm nay tôi đưa quý vị đi một cái chợ bán sỉ, gọi là Wholesale Club. Cái chợ này là bán sỉ nhưng mà không cần cái thẻ thành viên hay không cần ai vào cũng được hết. Thì ở đây nó có mấy cái xe để bỏ đồ. Xe này thì phải cần bỏ vô một đô mới lấy chiếc xe, mượn chiếc xe được. Chắc họ làm như vậy để cho người ta lấy xong, sai xong rồi phải trả lại. Đó, quý vị cứ bỏ vô một đồng xong rồi mới lấy cái chiếc xe được. Còn nếu mà mình không bỏ tiền thì không có lấy được, có mấy cái giỏ nhỏ nhỏ ở trong thôi. Cái tiệm này thì nó bán đồ thì so với cái tiệm Superstore thì nó giống nhau. Thì nó chống là cũng là một trụ Superstore với cái tiệm Wholesale này cũng là một tiệm. Mà ở đây thì nó bán hàng nó ít hơn, nhưng mà những cái hàng nó bán thì nó nhiều hơn bên kia. Giống như ở đây nó bán mấy cái hộp để cho mấy cái nhà hàng bỏ đồ ăn nhé. Thì ở đây có nhiều hơn, bên chỗ cái tiệm Superstore kia thì nó cái đồ nó ít. Đó, thì những cái đa số người ta tới đây mua là ví dụ như cái mấy cái nhà hàng hay là ai có tiệc đồ gì lớn nhiều thì vô đây để mua. Đó. Chỗ này thì họ bán là ba cái đồ trong bếp, trong đồ vậy đó. Đó, nhưng mà nó bán nhiều lắm, một cái gì nó cũng nhiều hết nhưng mà hàng ít thôi. Đó, ví dụ như mấy cái vả, mấy cái muỗng, mấy cái dao ở đây thì nó bán rất là nhiều. Đó. Mà cái chợ Superstore thì nó bán ít, nó cũng có mà cái hàng nó ít hơn. Thì cái chợ này á, thì người ta cũng thấy mỗi lần tôi đi thì người đi thì thấy cũng ít hơn là cái chợ kia. Tại vì ở đây cái đồ mà mình xài thì nó hàng ngày thì mình cần gì mình tới mua thôi chứ không có tới mua nhiều. Đây nó có bán mấy cái muỗng này. Không biết là cái muỗng này nó ai sản xuất mà. Mấy lần nước nào sản xuất khoảng 5-6 cái nó bán 5 đồng như vậy là một cái là nó được đô 2 á. Đây còn có bán mấy cái chén này. Đó. Này là hình như 6 cái á. 6 cái mà 10 đô. Tiền đô thì khoảng chừng cỡ bao nhiêu đó. Thì cứ đi vòng vòng ở đây mua đồ mà thấy người cũng ít lắm. Không có mấy người họ đi chợ ở đây. Thấy nó không có nhiều. Đi vòng để coi thử ở đây nó bán cái những cái hàng hóa gì. Tôi thì cũng ít đi chợ ở đây lắm. Tại vì không có ở đây thì không có cần mua cái gì nhiều lắm. Thường thường đi thì đi bên chỗ chợ Superstore. Bên đó thì rau cải với trái cây với hàng hóa thì nó nhiều hơn. Đồ ăn hàng ngày thì nó nhiều hơn. Còn ở đây thì những cái gì mà cần bên kia không có thì mới đến cái tiệm này mua. Còn không thì chạy qua Superstore thì nó gần hơn. Tại ở Edmonton là hình như là chỉ có hai cái tiệm này thôi. Cái tiệm này là nó nằm ở hướng Tây Bắc. Còn có thêm một cái nữa thì nó nằm ở hướng Tây Nam. Thì chỉ có hai tiệm thôi. Ở đây nó có bằng pin này. Bên 9V này nó bảo như vậy là cái này là như là 4 cọc á. 8 cọc chứ, 8 cọc 9V mà 10 đồng như vậy, cọc là đồng mấy, đồng 2, đồng 3 gì ở đây cũng vậy nè. 13 đồng. Cái này 9V là 9V. Cái này 9V mà. Thì nói chung thì ở đây nó bán đồ thì cái gì nữa, ví dụ như bạn một cọc pin gì mà nó nhiều lắm. Đó, để cho những cái người họ cần mua nhiều đó thì họ tới đây họ mua. Đây, ví dụ đây nó bán kéo, rồi viết, và cái xô. Đây cũng có bán mấy cái xà bông gội đầu này. Đó. Thì như đa số những cái nhà hàng
hay những cái công ty gì đó thì họ tới đây họ, họ mua, tại ở đây nó bán đồ rất là nhiều. Bên này thì họ bán mấy cái ba cái hộp với đồ xốp đồ đồ về đó cho nhà hàng, hay quý vị nào có tiệc có đồ cần hộp hỏng đồ vậy lên đến đây mua thì giá nó cũng ok. Quay cái khu này thì họ bán mấy cái đồ ở trong trong chùi rửa chậu bếp lò đâu vậy đó. Đó, bên kia trước mặt quý vị thì họ có bán gạo này, có cái gạo này xong bán cũng cháy con có mấy bao này. Việc gạo này của ai ha, việc gạo này cái nước nào nhập tới đây coi có cái dạng gì không. Thấy rõ này, việc là cái nước nào nó nhập cái gạo này tới nữa. Bao vậy nó bán là ồ, bây giờ đang bớt ở 43 đồng, bây giờ còn có ba chục á, như vậy nó bớt tới 13 đồng như người mua được hai bao gì đó thôi. Đây, còn bán ớt nè, tấm ớt. Còn vậy vệ sinh nè, vậy lau miệng lau tay thì ở đấy nó đồ nó hàng nó nhiều, hàng nó nhiều hơn là bên chỗ Superstore, mà như ở dưới miền đông của Canada như dưới Toronto rồi vậy là hình như nó cũng có cái tiệm giống như vậy mà không phải là cái tên Superstore hay là wholesale, hình như ở dưới đó là cái tên gì mà tôi quên rồi. Quý vị nào mà ở dưới khu Ontario đó có nhớ cái tên của cái tiệm gì đó mà thì quý vị comment, quý vị bình luận nó cho tôi biết ở dưới, tôi quên cái tiệm đó rồi. Ở đây thì không có cái tiệm đó mà ở dưới đó thì có. Đây nè, đây họ có bán mấy cái đồ cũ này gì ta, cũng món nhớ cái lần tôi quay cái tiền TNT tôi nói cái cụ này là cụ sẵn về nhà tôi coi lại tôi mới nhớ là cái cụ cụ món góc quay nói quên rồi, quên hết. Đây đây sẵn đây này, đây mà là cụ sẵn này phải không, cụ này mà cụ sẵn này bây giờ mới nhớ bí này. Nhưng có bạn bạn gần gần thì chắc nhớ rồi, này thì hãy ăn lần đau cổ đó hãy cắt cái bỏ vô uống cho nó ấm cái cổ họng. Nó bán như vậy bon là 3 đồng, không biết bon mấy cũ nữa. Thì ở đây thì họ bán rau quả thì rất là nhiều, bạn có thông thông với đó thì đa số tôi thấy là mấy người họ tới đây mua thì họ lấy cái xe to lắm, không phải cái xe giống tôi đẩy đấy, cái xe mà cái xe bự lắm, họ lấy cả mấy mỗi lần vậy là mấy thùng á, chắc là mấy người họ họ, họ làm ở nhà hàng hay làm sao đó. Họ tới đó họ mua. Đây thì bạn mấy cái đồ đồ hộp đồ lon, mấy cái đồ hộp lon cà lon đồ rồi đó. Đây ở đây còn có gạo này, gạo bạn gạo nhiều lắm nè, để nguyên cả cả kề vậy là cả mấy chục báo á. Chắc người ta mua cũng nhiều nè, mua làm sao con có mấy báo à. Đây gạo gì đây, gạo thơm thường hàng ô, gạo này của Thái này, gạo này của Thái Lan này, gạo này là jasmine rice, không biết tiếng Việt là gạo gì ta, gạo này của gạo Thái ạ. Đây thì có mấy cái đồ đồ hộp, mấy cái đồ giống như mì, đây cũng có bán đồ hộp này. Nói chung thì cái tiệm này á, đi thì cũng cũng chán lắm, không có cái gì để mua hết. Thì mỗi lần mua kẹo mua đồ với mấy đứa nhỏ mua nhiều tiệc tùng thì hãy chạy lên đây thôi,
hay là cần cái gì thì vô cái tiệm này thôi, chắc năm đi còn lần hai lần à. Chứ cũng không có đi nhiều, tại không có gì để mua ở đây hết, mà quay để cho quý vị biết về thôi, chứ tôi thì tôi cũng ít đi cái tiệm này. Đây có bán kẹo nè, thì ở đây nó bán nguyên cả hộp cái thùng gì đó, nó ba bốn chục chục cái như vậy, mà đâu có ai ăn nhiều đâu mà mua cái thùng như vậy, là 31 đô ha, năm vậy là cả mười mấy hai chục cái á. Thì một lần có tiệc có đôi gì thì cần thì chạy lên đấy mua thôi, còn không thì chắc không. Ăn cây hai cây chạy qua chỗ Superstore gần nhà mua nó tiện hơn. Và ở đó thì tuần nào cũng đi chợ ở bên đó hết, tôi đi chợ bên đó thì mua bên đó rồi, chứ còn không có đi đây. Cái tiệm này nó cũng xa cái nhà, cho nên lần lên đây cũng đuôi biển nữa. Đây có bán kẹo này, kẹo nhiều quá, đặt mấy đứa nhỏ vô đây thôi là phải mua rồi, đi qua cái chỗ này mà không mua kẹo không được. Nó bạn một cái bi như vậy là 3 đồng 3, mua 3 bi thì nó bớt được 1 bi là 3 chục xu. Các bạn mấy cái hộp chocolate này, sô cô la này, mấy chỗ mấy cái hộp M&M này, mấy đứa nhỏ thích ăn cái này lắm đấy. Thì đây nó bạn kèo đâu cũng nhiều lắm, kèo kem, nói chung đồ vật á cũng nhiều, đa số thì nó cũng nhiều lắm. Cái hàng của châu Á thì ở đây nó bán cũng ít lắm, như cái chỗ này thôi này là nó có bán ba cái đồ kẹo hay là những cái đồ bị chip, đồ đám, đồ mà thấy nó cũng ít. Ở đây nó bán nước ngọt á, thì rất là nhiều, trong nước ngọt là đa số là nước gì cũng có ở đây, nhiều lắm. Vì nào mà uống nước ngọt mà thích uống nước ngọt đó, mà mua mấy tiệm khác không có, chạy lên đây là chắc là có này. Thì có những cái loại nước ngọt mà tôi thích uống đó, mà những cái tiệm kia thì họ không có bán, hay là nó bán từng chai một á, thì nó mắc hơn, thì tôi cũng hay chạy lên đây mua. Thì mua một két như vậy thì thấy nó rẻ hơn, mà mỗi lần đi ngang mới mua, chứ còn mua còn két chạy ngang đây thì cũng cũng lười biếng không có chịu đi. Đây được nó bán 7 đồng, 7 đồng nó bán hình như là két như vậy là 12 ha, 12 lon ha, 12 lon là 7 đô. Thì là quý vị thấy không, đủ loại nước gì cũng có này, nước ngọt 2 lít này, Pepsi này, 2 lít phải không? Không phải, cái này thì là nhỏ. Cái Pepsi 6 chai mà 750 ml nó bán 7 đồng là như vậy, một chai như vậy là khoảng chừng 1 đô. Quý vị thấy không? Được. Nhiều lắm, nhìn là ngợp lắm. Coca-Cola này. Trong mà nước ngọt là cái loại nước ngọt gì cũng có ở đây này, Pepsi này, 7 Up này, đủ loại. Bên trái này là những cái loại nước ngọt thì nó ngon hơn. Rồi xong rồi, xin chào quý vị ở đây, cảm ơn quý vị đã xem kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây, và hẹn quý vị lần sau. Xong rồi thì phải ra đây rồi bỏ cái chiếc xe lại á quý vị, xong rồi mới lấy lại 1 đô. Còn quý vị nào mà không muốn bỏ đây, bỏ đâu đó thì quý vị mất 1 đô. Thanks for watching everybody. Bye bye, see you next time.